đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm của Hoa hậu Hương Giang với anti-fan. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện một nhóm chuyên đăng bài viết về Hoa hậu chuyển giới Hương Giang với tên anti-nữ hoàng đạo lý. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm thu hút hơn 110.000 người tham gia. Cuộc tấn công không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn liên lụy đến cả chương trình cô tham gia hay các nhãn hàng cô làm đại diện, khiến nàng hậu phải lên tiếng và quyết định nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Giữa lúc Hương Giang gặp phải những ồn ào với anti-fan, Lâm Khánh Chi bất ngờ có những chia sẻ cực căng thẳng về chuyện của đàn em. Cụ thể, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, khi được cánh truyền thông hỏi về những ồn ào của Hương Giang, Lâm Khánh Chi đã có những ý kiến của riêng mình. Thật ra, chị cũng nghe nhiều ý kiến trái chiều về chuyện của Hương Giang. Tôi chỉ khuyên Hương Giang rằng mình là hoa hậu nên cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói. Thứ nhất, tôi và Hương Giang là những người đại diện cho cộng đồng LGBT. Khi phát ngôn bất kỳ điều gì cũng phải thận trọng. Chị nghĩ Giang nên cẩn trọng trong lời nói và chúc Giang thành công trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi cũng lên tiếng chuyện cả hai vô tình chạm mặt tại một sự kiện, nhưng phớt lờ nhau vì tin đồn cạch mặt. Tôi đang hạnh phúc viên mãn trong tình yêu nên không quan tâm chuyện Hương Giang nói gì hay cố ý. Nhỏ nhặt làm gì với những lời nói đó? Dù Hương Giang cố ý, chị cũng thấy bình thường và mỉm cười. Bản thân chị luôn muốn chị em vui vẻ với nhau. Khi xuất hiện tại sự kiện thì mỗi người có một vai trò riêng nên không có nói chuyện với nhau. Nhưng thực sự thì 5-6 năm nay chúng tôi đã không nói chuyện, nên giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu và bàn về chuyện gì, nên tốt nhất là không nói. Đặc biệt, Lâm Khánh Chi cũng nói rõ thái độ sau khi Hương Giang gọi bằng tên trước chuyển giới tại một sự kiện cách đây không lâu. Tôi rất thoải mái khi gặp Hương Giang. Có thể em ấy không muốn kêu tên Khánh Chi thì tôi cũng không sao đâu. Sau khi trở về từ sự kiện, tôi cũng không viết gì lên mạng xã hội vì nghĩ có gì đâu. Bé Giang muốn kêu là Lâm Khánh Chi hay chị Khanh gì cũng được. Nhưng nên đặt trường hợp một ngày nào đó Hương Giang bị người khác kêu tên thật của mình, em sẽ hiểu cảm giác của tôi. Hiện những chia sẻ của Lâm Khánh Chi dành cho đàn em Hương Giang đang được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.